có một cô gái, dù đã 25 tuổi rồi nhưng mà cô chỉ thích ăn, ngủ và chơi game. Bạn bè của cô lần lượt lấy chồng rồi có thai, cô cũng có thai nhưng mà là thai ợt. Rồi họ có con, cô cũng có con nhưng mà là hai con mèo. Bố mẹ dục, hàng xóm dục, viewer dục thì cô vẫn thấy chơi game vui hơn chơi đùa tình cảm. Bắn tìm thì không chết ai chứ, chơi truy kích PC thì phải đôi chục thắng. Và hôm nay cô ấy nhận được một món quà. Cái gì ấy? Quà của truy kích PC. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ mở ra xem là hộp quà của truy kích PC có gì á. Ôi, hộp quà, nó lại còn to nữa chứ. Much later. Oh my god. Ôi, nó là hồng gỗ luôn ạ. Wow. Xem nào, đây có cái gì đây? Wow, một chiếc mặt nạ. Mình có thể đeo luôn được không? Ôi, trông ngầu quá đi. Còn có cả chốt rất là chắc chắn luôn nha. À, ăn đeo kính sao mà. Sao mà có thể đeo được? Wow. Trông rất là ngầu nhưng mà cái dây này hơi ngắn là mình phải chỉnh lại thì mới đeo được ấy. Tiếp theo, đây là cái gì đây? Đây là một hộp quà nhỏ, mình đoán đây là sticker. À, đây là cái, không phải sticker, đây là cái cái kiểu như là cái gì nhỉ, người ta gọi là cái gì ta, cái gì mà để USB. Không phải USB đâu, đây là cái đây là cái USB thật. Ôi, nhưng mà nhìn nó xịn quá, nhìn không giống với cái USB bình thường. Nó xịn luôn. À, tiếp theo. Wow, một chiếc bát chuột rất là to. Ấy, lại còn nặng nữa chứ. Cái bát chuột này cực kỳ dày dặn luôn. Đấy, to chưa mọi người. Đây là bát chuột truy kích PC. Chứ mình sẽ thay trên cái máy tính của mình. Trên bộ PC của mình. Quá là đẹp đi. À, giống review đồ quá ta. Đây là một hộp, không biết hộp gì. Mình nghĩ là giống cái hộp kỷ niệm trương hay là cái gì ấy. Cái cúp ấy, cái gì ta. Đúng rồi, không sai tí nào. Không sai tí nào luôn. Đây, xem nào. Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành và là một phần không thể thiếu của cộng đồng FPS Việt Nam. Wow, có là xịn luôn này, cắt cho cực kính ấy mọi người. Xịn không? Tiếp theo. Ôi trời ơi. Wow. Một chiếc áo chống đạn luôn. Ôi, trông xịn sò thật sự. Từ để mình xem mặc kiểu gì á. Cái chui đầu vào trong không? Hay là cởi ra? Quá là đầu đi. Xịn đâu? Trông xịn luôn. Này, về quê lè bọn trẻ con đấy. Ra đường lè bọn trẻ con. Thế là mình đã mặc thành công hai cái này rồi. Mặc dù là chỉnh dây nó chưa được khít với cả đầu lắm ấy. Đấy, nhưng mà các bạn thấy mình có một chiếc bát chuột, có một chiếc kỷ niệm trương, một chiếc USB, một mặt nạ và một cái áo giáp áo chống đạn. Có là xịn luôn. Cảm ơn Truy Kích PC đã gửi cho mình một hộp quà siêu chất siêu xịn luôn. Và chúc Truy Kích PC sẽ ra mắt thành công, cũng như là có một cộng đồng game ngày càng lớn mạnh để bọn mình có sân chơi và gắn bó với game lâu dài. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Bye bye. Bye bye. Xịn quá các bạn này.